Thì đầu tiên đó là hở van động mạch chủ. Trong bệnh lý van động mạch chủ thì chúng ta chỉ có hở van động mạch chủ và hẹp van động mạch chủ thôi. Những cái tiến bộ cập nhật về hở van động mạch chủ thì không nhiều. Như trong cái hình sơ đồ này các bạn thấy là trong thời kỳ tâm trương đó, trong thời kỳ tâm trương, đáng lẽ van động mạch chủ của mình nó phải đóng khít như thế này nè, để không có một cái dòng máu trào ngược từ động mạch chủ của mình trào xuống thất trái. Nhưng mà khi có bệnh lý ở van động mạch chủ thì trong thời kỳ tâm trương đó, van động mạch chủ này đóng không kín. Khi mà đóng không kín như vậy khiến cho một cái dòng máu từ động mạch chủ này, tại sao các bạn chúng ta thấy nó trào ngược lại, tại trong thời kỳ tâm trương áp lực động mạch chủ của chúng ta cũng là 80, 90, 100 mà. Và áp lực tâm trương lúc mà ở trong buồng thất trái chúng ta chỉ lúc đó nó thư giãn ra rồi, nó thể xuống bằng không rồi. Như vậy thì có sự chênh áp giữa động mạch chủ và thất trái. Như vậy trong thời kỳ tâm trương nếu van động mạch chủ đóng không kín thì sẽ có một cái luồng máu, một cái dòng máu phục ngược từ trong cái động mạch chủ này xuống buồng thất trái của chúng ta. Về vấn đề chẩn đoán đó, về vấn đề chẩn đoán thì đây là những cái tiêu chuẩn mà về mặt siêu âm tim. Thật sự các bạn khi mà nghe tim, nghe âm thổi tâm trương, dọc bờ trái xương ức rồi vân vân hết á, thì bây giờ chúng ta gợi ý thôi chứ chúng ta mà khó chẩn đoán xác định được. Muốn chẩn đoán xác định là chúng ta phải dùng những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta chẩn đoán xác định của nó bằng siêu âm Doppler màu, và sau đó chúng ta có một bước nữa đó là chúng ta phải chẩn đoán cái độ trầm trọng của nó như thế nào. Thì đối với cái chuyện mà chúng ta nghe được một âm thổi tâm trương rồi vân vân đó, nó chỉ là một cái tính chất về định tính thôi. Còn chúng ta định lượng, trong cái tính chất mà chẩn đoán về định lượng, chúng ta có bán định lượng và chúng ta phải định lượng. Các bạn nhớ rằng nếu mà chúng ta có một cái thể tích của cái dòng trào ngược này mà nó lớn hơn 60 ml trong mỗi phút á, trong mỗi cái nhịp bóp á, nhịp đập của trái tim á, thì gọi là những cái bị hở van động mạch chủ nặng đó, severe đó. Hoặc là chúng ta có cái chỉ số tính mét vuông, milimét vuông đó là ROA đó, thì nó nếu mà lớn hơn 30 vân vân. Hoặc là chúng ta thấy hở van động mạch chủ mà chúng ta thấy là các buồng tim chúng ta phì đại ra, và buồng tim chúng ta giãn ra dưới là thất trái giãn ra vân vân đó, mà không có một cái nguyên nhân nào để giải thích cái tình trạng giãn đó, thì chúng ta nghĩ đó là một cái tình trạng mà hở van động mạch chủ mà nặng trầm trọng. Đây là siêu âm tim của chẩn đoán đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đo được vena contracta, chúng ta có thể đo được PHT để chúng ta biết được cái độ mức độ hở van như thế nào. Và đây là chúng ta đo cái thể tích mà trào ngược đó, regurgitation volume đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một công thức tính tính như thế này và dựa hoàn toàn trên siêu âm để mà chúng ta có thể tính toán được là cái thể tích hở bao nhiêu, có lớn hơn 30 ml hay không. Trong trường hợp này chúng ta thấy là cái thể tích hở này nó tới là 82 ml, thuộc loại là hở nặng rồi đó. Còn chi tiết như thế nào thì chút xíu bài trình bày của phó giáo sư Lê Minh Khôi sẽ nói về siêu âm tim trong chẩn đoán bệnh lý van động mạch chủ thì sẽ nói kỹ hơn cho các bạn, tôi xin lướt qua thôi. Đó là về vấn đề chẩn đoán. Về vấn đề điều trị thì đây là một cái sơ đồ của ESC 2021 về vấn đề xử trí một cái bệnh nhân mà hở van động mạch chủ aortic regurgitation. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng hở van động mạch chủ người ta chưa quan tâm đến mức độ nó là severe hay không, nặng hay không, mà chúng ta thấy rằng là nó lại có cái tình trạng là cái động mạch chủ lên á, động mạch chủ lên ascending á, thì mà nó bị giãn ra nhiều quá đó, nhiều quá một cách có ý nghĩa đó. Nếu mà có điều này rồi người ta tính cái chuyện là phẫu thuật cho người bệnh ngay, yes, ngay tính thì được phẫu thuật này. Còn sau đó nếu mà không có giãn ra thì chúng ta phải xem coi hở van mạch chủ này có trầm trọng hay không. Nếu mà không có thì chúng ta nếu mà tức là không phải hở nặng đó, thì chúng ta chỉ theo dõi thôi. Và sự theo dõi đó, theo dõi bao lâu một lần thì có thể là phó sư mình thôi cho trình bày. Sau đó nếu chúng ta thấy hở van động mạch chủ nặng đó, mà chúng ta thấy rằng người ta có triệu chứng, có nghĩa là triệu chứng này là triệu chứng khó thở đó, triệu chứng suy tim đó, nếu mà yes một cái là chúng ta phải tính tới chuyện phẫu thuật cho người bệnh ngay. Còn nếu mà bệnh nhân hở nặng mà chưa có triệu chứng gì hết thì chúng ta xem xét những chỉ số khác. Ví dụ chúng ta chỉ xếp EF của nó là bao nhiêu. EF của nó mà giảm cái là dưới, thí dụ dưới bằng 50% này, thì chúng ta phải tính tới chuyện phẫu thuật bệnh nhân. Hoặc là cái đường kính á, end systolic là cuối tâm thu của nó mà nó giãn ra lớn rồi, trên 50 mm đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà không có thì chúng ta theo dõi tiếp thôi. Còn nếu có thì chúng ta phải tính tiền phẫu thuật cho bệnh nhân. Đó là cái sơ đồ khuyến cáo của ESC 2021 về vấn đề xử lý một bệnh nhân mà bị hở van động mạch chủ. Và đây là một cái ACC 2020
cập nhật về vấn đề điều trị nội khoa. Tôi nói đây là một cái khuyến cáo thôi. Còn về cái cơ chế điều trị như thế nào, giải quyết nó như thế nào, thì tiến sĩ Bùi Thế Dũng sẽ trình bày trong cái phần điều trị nội khoa. Trong đây đó, cái mức độ khuyến cáo là một mà chúng ta phải làm á, những cái bệnh nhân nào mà hở van động mạch chủ mạng tính á, mà ở stage là P hay C đó, có nghĩa là có tổn thương rồi mà chưa có triệu chứng đó, chưa có triệu chứng, thì hở mạng tính rồi, thì nếu mà người ta có tăng huyết áp thì chúng ta phải điều trị tăng huyết áp cho người ta. Mà gọi ta là tăng khi mà huyết áp trong thu á, nó lớn hơn 140mm thủy ngân. Cái điều này các bạn thấy là hở van động mạch chủ thường thường đó, huyết áp trong thu á, nó cao lên nhiều. Mà nếu mà nó trên 140 thôi thì chúng ta phải có cái chỉ định điều trị rồi. Còn ở cái khi thứ hai là những bệnh nhân mà hở van động mạch chủ mà nặng mà có triệu chứng rồi đó, tức là ở giai đoạn mà C2 hoặc là bước qua D đó, thì chúng ta thấy rằng mà nó có những cái nguy cơ về phẫu thuật nhiều đó, mà bệnh nhân lại có suy tim, phân suất tống máu giảm nè, phân suất tống máu người ta giảm này, thì chúng ta phải điều trị theo cái khuyến cáo đó là thuốc ức chế men chuyển, chẹn thụ thể, sacubitril, ram thoạt tăng được khuyến cáo để mà chúng ta điều trị. Như vậy trong trường hợp này chúng ta vừa điều trị cái tình trạng suy tim của bệnh có triệu chứng đó với điều trị hở van động mạch chủ bằng cái thuốc mà chúng ta thấy chủ yếu là trong cái điều trị suy tim. Chúng ta cũng có thêm những cái khuyến cáo khác nữa về cái timing, tức là về cái thời điểm để mà chúng ta xét, chúng ta can thiệp cho người bệnh, có nghĩa là tính là phẫu thuật cho người bệnh đó. Thì các bạn sẽ thấy có 3 cái khuyến cáo mức độ 1 và 1 cái khuyến cáo mức độ 2A. Dĩ nhiên 2B và C rồi thì chúng tôi không có nói ra, thì các bạn tham khảo thêm chút xíu nữa. Và về cái điều trị mà phẫu thuật van động mạch chủ đó thì sẽ có bác sĩ Nguyễn Văn Định sẽ nói về cái chuyện mà chỉ định của nó và kỹ thuật điều trị nó như thế nào. Trong hôm nay thì chúng ta quan tâm nhiều đến cái hẹp van động mạch chủ. Đây là một cái sơ đồ cho chúng ta thấy là van động mạch chủ nó bị dày lên, có thể bị vôi quá, và trong thời kỳ tâm thu cái tâm thất để bóp như vậy hết thì cái van này nó mở không có rộng, bởi vậy cái dòng máu mà đi từ thất trái này lên trên động mạch chủ đó nó bị khó khăn, và khi mà qua chỗ này đó nó phải tăng cái tốc độ rất là nhiều và có thể nó làm giãn cái gốc động mạch chủ của chúng ta. Đây là cái hình mà chúng ta thấy rằng là những cái van động mạch chủ có thể bị, đó là van này là van ba mảnh bị vôi quá ở đây, bị sơ quá vôi quá, và đây là van động mạch chủ bị hai mảnh, và lúc này thì chúng ta gặp khá nhiều. Đó là một cái sơ đồ biểu hiện trình đó thôi. Về phân chia cái mức độ thì có thể là đây là trường hợp mà không có hẹp, đây là hẹp nhẹ thôi, đây là hẹp vừa, đây là hẹp khít thì chúng ta thấy là cái diện tích cái lỗ van động mạch chủ khi nó mở ra trong thời kỳ tâm thu đó nó là từ 1 cm vuông mà trở lại, có nghĩa là nhỏ hơn. Và để mà chẩn đoán đó thì vai trò của siêu âm tim là rất là quan trọng. Ví dụ trên siêu âm tim 2D chúng ta có thể thấy được tổn thương của lá van và chúng ta có thể đo được cái diện tích lỗ van. Chúng ta cũng thể đo được diện tích lỗ van này qua cái phương trình liên tục. Chúng ta bắt được cái dòng của cái continuous way của bên qua động mạch chủ, cũng như là chúng ta tính toán cái đường thoát của thất trái để mà chúng ta tính cái phương trình liên tục, và từ đó chúng ta biết ra được cái diện tích cái van động mạch chủ. Và sau khi mà chúng ta xác định được rồi á thì chúng ta phải xem coi là cái bệnh van động mạch chủ này, đây là một khuyến cáo bắt buộc trong ICD 2002, là chúng ta phải phân giai đoạn bệnh nhân, coi giai đoạn A hay giai đoạn B hay giai đoạn C hay là giai đoạn D. Nếu mà giai đoạn D có nghĩa là những cái người mà hẹp van động mạch chủ này đã có triệu chứng, còn cái giai đoạn B là đã có tổn thương rõ rồi, đã ảnh hưởng rồi nhưng mà chưa có triệu chứng, thì bắt buộc chúng ta phải phân loại nó để mà chúng ta có những cái chỉ định điều trị cho nó đúng. Và bước với cái vấn đề điều trị hẹp van động mạch chủ. Hẹp van động mạch chủ thì các bạn biết là cái việc mà chúng ta điều trị thai van động mạch chủ và mẫu phẫu thuật á, viết tắt cái chữ mà SAVR thì là một cái điều trị là cơ bản. Hồi trước tới bây giờ là coi như là chưa có cái sự mà thay thế một cách rất là thích hợp. Thì phẫu thuật thai van động mạch chủ là chúng ta làm gì? Xin thưa cho các bạn là chúng ta phải mở xuyên ức, cho mở ngực ra. Xong rồi chúng ta thấy cái van nó bị tổn thương như thế này. Chúng ta phải lấy cái van nó đi và thay bằng một cái van khác. Có thể cái van cơ học, cái van sinh học hay là một cái gì đó. Thì chút xíu nữa Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định sẽ trình bày thêm về vấn đề chúng ta sẽ thay cái van động mạch chủ đó như thế nào. Và trong cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ có một biện pháp duy nhất để điều trị cái đó thôi. Thì những cái nhà phẫu thuật viên đó mà khi mà nhìn thấy những cái bệnh nhân bề hở van, cái cộng đồng bệnh nhân mà hẹp van động mạch chủ đó thì sẽ mổ thôi chứ không có cách làm gì khác hết. Và những người này
thấy rằng là mình là người duy nhất làm những cái chuyện này, mổ hết cho tất cả mọi người nào mà hẹp vành mạch chủ hết trơn luôn. Tuy nhiên đó thì cái con người của chúng ta đó, các bạn nghĩ là mình mở cái xương ức ra mình mổ, mình cuộc chịu phẫu đựng vậy đó là ghê gớm lắm. Có thể là cái đội ekip mổ ở đây, bác sĩ Nguyễn Quang Định rồi vân vân, gặp người ta là mổ, đúng không? Nhưng mà khi mà tôi nghĩ rằng là lớn tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi bác sĩ Nguyễn Quang Định mà bị hẹp vành mạch chủ, xin lỗi bác sĩ Nguyễn Định, thì tôi nghĩ rằng có khi ổng không có chọn này đâu, đẩy ổng vô phòng mổ, ổng không chịu, ổng giang hai cái chân ra, ổng không vô, đẩy ổng vô, không vô, vậy khó lắm. Đặc biệt là những người mà bệnh nhân có nguy cơ mà phẫu thuật rất là lớn, nguy cơ phẫu thuật lớn. Thì năm 2002, và đặc biệt trong khoảng thời gian 3 năm 2022-2024 này, có cái biện pháp điều trị đó là chúng ta thay vành mạch chủ qua ống thông. Các bạn sẽ thấy là vành mạch chủ nó hẹp ở đây, chúng ta đưa ống thông vô, đưa cái dây dẫn vô, đưa ống thông rồi, chúng ta tiến hành chúng ta thay vành. Đưa một cái bóng vô đây trước, chúng ta nong cái van mà chủ này ra cho nó rộng lên một chút xíu, nong ra nó lợn ra. Sau khi mà nong rộng ra, chúng ta rút cái bóng ra và chúng ta sẽ đưa cái van vào, chúng ta chế cái van đó thu nhỏ lại, các bạn thấy thu nhỏ lại đó, chúng ta đưa cái van, đưa van vào và đưa vào ngay cái chỗ mà cái van mà chủ bị hẹp như này, đẩy xuống, xong rồi chúng ta nong cái bóng để bung cái van này lên, bung cái van ra. Bung van lên. Xong rồi chúng ta rút toàn bộ dụng cụ của chúng ta ra. Chúng ta để lại cái van ngay chỗ này. Đáng lẽ chúng ta phải mở ngực vô thay cái van này vô, nhưng bây giờ chúng ta lại đưa đường cái ống thông đưa qua động mạch chủ như vậy. Thì các bạn thấy cái van ở trong này nó bắt đầu nó đập theo nhịp tim của chúng ta. Nó mở ra, đóng lại và chúng ta rút hết mấy cái này ra thôi. Như vậy thì cũng gọi là cái biện pháp mà gọi là thay van động mạch chủ qua ống thông. Thay van động mạch chủ qua ống thông. Và trong những cái năm mà từ năm 2004 cho năm 2014 đó các bạn, thì chúng ta thấy rằng phẫu thuật mà gọi là thay van mà chủ nó vẫn là trội nhất ở những người mà có nguy cơ phẫu thuật thấp, nguy cơ phẫu thuật trung bình rồi vân vân đó. Thì cái tha về tờ thay van mà chủ qua ống thông đó, nó chỉ ở cái phần mà chiếm 10% nhỏ nhỏ này thôi, ở những người mà bị nguy cơ phẫu thuật cao, high risk hoặc là cực cao, extreme risk, tức là cực cao thì mới ấy thôi, và lớn lớn qua một chút xíu qua intermediate risk thôi. Ít thôi, chiếm được 10-15% của cái số ca thôi. Từ 2004 cho đến 2014 là vậy đó, nó ở cái giai đoạn đó. Đến năm 2016, và trong cái giai đoạn này chúng ta thấy là cái người phẫu thuật mà tim mạch là đối với bệnh lý mà van mà chủ đó, nó như người khổng lồ sumo so với một chàng tí hon mới có 10 tuổi thôi. Và lúc đó thì cái vai trò của người mà tim mạch căng, cái tim mạch mà nội khoa rồi vân vân á, thì tìm được mấy ông này để đưa cho các phẫu thuật viên phải giải quyết hết luôn, có tính cách là phục vụ cho phẫu thuật viên để mà có thể là điều trị cho người bệnh của chúng ta. Nhưng mà đến năm 2016 chúng ta có mấy công trình nghiên cứu cho thấy rằng cái việc mà chúng ta làm cái việc tha và so với là xa về, tức là phẫu thuật viên đó, phẫu thuật của bệnh nhân đó, về cái tử vong do mọi nguyên nhân rồi bị đột quỵ rồi vân vân á, thì thấy rằng nó chưa thật tốt hẳn, nhưng cái đường màu xanh này nó bao giờ nó cũng nằm ở dưới đường màu đỏ hết trơn à, nó tốt hẳn lên như vậy đó các bạn. Và người ta có kết luận là ở những bệnh nhân mà nguy cơ trung bình, hồi nãy là nguy cơ cao mới làm, bây giờ nguy cơ trung bình thì cái tha và thay van và chủ qua da đó thì nó có kết quả tương tự bằng như là cái phẫu thuật. Bằng như phẫu thuật như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu nó ngang ngửa rồi ở bệnh nhân mà nguy cơ trung bình, nó cũng tính là nó sực luôn, nó mổ luôn, nó thay van mà chủ quá luôn. Đến năm khoảng năm 2019 thì chúng ta thấy rằng có những công trình nghiên cứu cho cả hai loại van luôn, core van và sapien này van này đó, thì người ta thấy rằng người ta thử nghiệm trên những cái bệnh nhân mà nguy cơ thấp luôn, nguy cơ phẫu thuật thấp trên hai cái này 2019, và những cái thử nghiệm đó thì khiến cho đến ngày 16 tháng 8 2019, bữa nay nhiêu à, ngày 17 hả? 17 à, mới có hơn 3 năm một ngày thôi là FDA đã approve cho cái việc mà chúng ta sử dụng thay van mạch chủ qua da này cho những cái bệnh nhân mà low risk, cái nguy cơ phẫu thuật mà thấp. Như vậy thì coi như là những hồi trước thì bắt đầu nguy cơ cao, rất cao, rồi nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp, bây giờ thay van mạch chủ qua da làm luôn cho những cái người này luôn. Với vậy đến năm 2020 đó, đây là cái sơ đồ mà năm 2015 cho đến năm 2020 á, thì cái chúng ta sử dụng TAVR thì bây giờ nó bao trùm luôn luôn, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao gì cũng có thể làm luôn à, nó muốn chiếm hết này luôn à, muốn chiếm hết luôn. Thì nếu mà muốn chiếm hết luôn thì trong cái thai van này đó
thì chúng ta thấy rằng nếu mà TAVI là chúng ta làm hết cái phẫu thuật chuyên chỉ bắt khớp ở phía sau lưng người đó coi cái biến cố gì xảy ra hay không thôi à. Bây giờ vậy ông surgeon phẫu thuật chuyên bây giờ ổng lại là người phục vụ cho mấy những người mà can thiệp kia, mấy người can thiệp kia là tại sao? Là tại vì tôi làm anh phải bắt khớp cho tôi vân vân ở những cái trung tâm khác như vậy. Và đây là cái sơ đồ mà sẽ là chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cây can thiệp như thế nào thì có thể về chỉ định bác sĩ gia đình bác sĩ Vũ sẽ nói sau này. Nhưng mà bây giờ như vậy thì có một cái sự là nếu một bệnh nhân bị hẹp van mạch chủ là mổ hay là TAVI, tại vì điều là phẫu thuật có ai cũng có thể làm được mà, thì chúng ta sẽ xem xét về mặt yếu tố kỹ thuật coi người nào trẻ hay không. Nếu trẻ đó trẻ dân rồi, thì nghiêng về phẫu thuật. Tại sao như vậy? Là tại vì người ta theo dõi cái van nó mới có 10 năm nay thôi, cái độ bền nó 10 năm thôi, nó chưa biệt được 20 năm, chưa có cái nào mà được 20 năm. Bắt đầu từ năm 2004 người ta mới làm nhiều, thì theo dõi tới bây giờ mới 17 18 năm thôi à, chưa tới cái nào theo dõi 20 năm hết. Trong khi đó về mặt phẫu thuật thay cái van động mạch chủ người ta theo dõi quá lâu rồi, nó tốt rồi. Bởi vậy nếu mà trẻ quá thì người ta lại favor cho cái chuyện là nên xa vân vân. Còn nếu mà nó favor cho TAVR, đó là những trường hợp mà thí dụ như là bệnh nhân già nặng rồi này kia rồi nhiều đó, thì người ta lại favor tuổi người ta cao là favor cho cái kia, thì người ta có một cái bảng để mà giúp cho chúng mình favor như vậy tốt. Nhưng mà việc mà favor như vậy đó thì nó cũng không hay lắm, tại vì bệnh nhân mà lọt vô tay ông phẫu thuật làm lọt vô tay can thiệp thì can thiệp là không hay, thì người ta có cái quy định có quy định cái khuyến cáo năm 2015 của từ ít nhất là 10 mà đặt từ 2015 của EC cho thấy rằng là những cái người nào đó mà có hẹp van động mạch chủ đó các bạn, cái quyết định làm TAVR hay TAVR đó là phải được cái đội nhóm team heart team này quyết định, chứ không phải là một cá nhân nào quyết định được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là để mà xem xét cái lợi ích lớn nhất cho người bệnh thì cái heart team này sẽ quyết định là làm cái gì, TAVR hay là TAVR, chứ không phải một cá nhân nào được. Và ngay cả là trong cái lúc mà can thiệp đó, là lúc mà can thiệp và để đặt van gì đó thì người ta cũng nói là phải là thực hiện ở những trung tâm mà có vừa có cả can thiệp vừa có phẫu thuật luôn. Cái trung tâm nào mà chỉ có can thiệp không mà không có phẫu thuật tim thì đừng làm cái chuyện này, hoặc ngược lại chỉ có phẫu thuật không mà không có can thiệp thì đừng làm chuyện này, tại vì chúng ta sẽ bị thiên vị cái bias nó đi, chúng ta sẽ suy nghĩ về cái chuyện làm của chúng ta nhiều hơn. Và thứ hai nữa là khi mà hai cái nhóm này mà nó phối hợp với nhau đó thì cái kết quả nó tốt hơn rất nhiều, phối hợp trong cái chuyện mà can thiệp bệnh nhân rất là nhiều. Và như vậy thì nó phải bao gồm luôn cái heart team này. Heart team này gồm có siêu âm tim, gây mê hồi sức tim, phẫu thuật tim, can thiệp nội khoa tim mạch tim vân vân, hình ảnh học về CT scan rồi vân vân, và siêu âm tim trong lúc làm luôn, thì mới định nghĩa heart team như vậy thì nó tốt hơn. Đó là một cái tiến bộ nữa. Các bạn thấy là trong cái hình này đó, khi mà làm thay van mạch chủ đó có rất nhiều, có cả phẫu thuật viên, can thiệp viên viên, và có một cái ông đầu hói này ở đây nữa, moderator cho cái cuộc đó nữa, có nghĩa là nhiều thành phần trong suốt cái cuộc mà làm TAVI cho người bệnh. Đây là một cái hình cho chúng ta thấy rằng là thực tế đó, chúng ta đưa ống thông vô xong chúng ta chụp coi cái van động mạch chủ như vậy đó, xác định vị trí cái van đó, nó như thế nào trước rồi nha. Xong rồi chúng ta đưa cái van này các bạn, đưa cái van, một cái loại van cover vào, đưa vô đây đó, ngay cái vị trí mà van hẹp đó, ngay vị trí van hẹp. Xong rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta sẽ từ từ bung cái van ra, bung cái van ra. Bung cái van ra như thế này. Và cái đây là cái thân của van, và cái van ở trong đây hình chụp thì chúng ta không thấy. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nó kết quả nó tốt như vậy. Và nếu mà chúng ta làm tốt như vậy hết á thì các bạn thấy người bệnh nhân hẹp van động mạch chủ ở đây đó, thì chúng ta thấy tất cả mọi người từ phẫu thuật viên, can thiệp viên, hình ảnh học gì hết, tất cả chúng ta đều chiến thắng, và đặc biệt là người bệnh nhân chiến thắng được lợi ích cao nhất, nhiều nhất, nếu mà chúng ta có cái chỉ định điều trị đúng bằng cái heart team của chúng ta, phối hợp với nhau chặt chẽ để mà làm tốt nhất cho người bệnh của chúng ta. Và để kết luận cái này thì chúng ta thấy rằng là trong việc mà điều trị van động mạch chủ, đặc biệt là van động mạch chủ đó, chúng ta phải có sự phối hợp của nhiều thành phần tạo thành một cái đội nhóm tim mạch hay là đội nhóm về van tim để mà có thể tốt tốt nhất cho người bệnh của chúng ta. Thì đây là một cái hình ảnh mà chúng ta ở trong cái lab thực hiện can thiệp, và đây là một hình ảnh của đội nhóm tim của chúng ta như thế nào, gồm nhiều thành phần gây mê hồi sức, bác sĩ phẫu thuật tim, bác sĩ can thiệp tim mạch, bác sĩ nội tim mạch, bác sĩ hình ảnh vân vân, để mà cùng nhau làm một cái ca về TAVI để mà mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.
Xin cảm